Người phụ nữ đau bụng 10 ngày liền nhập viện khẩn vì một món ăn nhiều người ưa thích, đột ngột bụng đau âm ỉ ở khu vực thượng vị, đau quặn từng cơn. Người này nghĩ bị đau dạ dày rồi tự mua thuốc uống. 10 ngày trôi qua vẫn không khá hơn nên buộc phải nhập viện khẩn. Khoa nội hô hấp tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân NTH 44 tuổi ngụ tại Yên Lập Phú Thọ trong tình trạng đau bụng liên tục suốt 10 ngày qua. Sau khi bệnh nhân nhập viện và được thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cô H bị tắc ruột do khối bã thức ăn trong dạ dày. Theo đó, đây là ca bệnh thứ hai trong vòng 1 tháng có cùng nguyên nhân tắc ruột do ăn măng. Cô H cho biết trước đó bản thân rất hay ăn măng, khi thấy bụng đau âm ỉ ở khu vực thượng vị, đau quặn theo cơn kèm theo cảm giác nóng rát nên chỉ nghĩ là mình bị đau dạ dày thông thường và tự mua để thuốc uống. Tuy nhiên 10 ngày sau tình trạng của cô vẫn không được cải thiện nên đã nhập viện khẩn cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra. Tại đây người bệnh mới biết mình không phải bị đau dạ dày mà có khối bã thức ăn trong đó dẫn đến tắc ruột. Theo bác sĩ Hoàng Diệu Huyền, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm nội soi dạ dày, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm dạ dày, khối bã thức ăn dạ dày. Bệnh nhân được chỉ định nhịn ăn, truyền dịch, dinh dưỡng tĩnh mạch, uống Coca-Cola 2 ngày liên tục, mỗi ngày 4,5 lít giảm tiết dạ dày. Đến ngày thứ 3 soi lại khối bã thức ăn đã tan hoàn toàn. Bác sĩ Huyền cũng cho biết may mắn trường hợp bệnh nhân H đã đến viện nên được phát hiện và xử lý kịp thời. Tình trạng này nếu phát hiện muộn, không được điều trị sớm sẽ có nguy cơ gây nhiễm trùng, nhiễm độc, hoại tử ruột, suy đa tạng rất cao, thậm chí gây tử vong rất cao. Sau một tuần điều trị tại khoa nội hô hấp tiêu hóa, bệnh nhân H đã được xuất viện và bác sĩ kê thêm thuốc cho cô uống tại nhà. Trước cô H, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từng tiếp nhận một trường hợp khác vào cấp cứu trong tình trạng chướng bụng, buồn nôn và đau quặn. Là bệnh nhân nữ, 40 tuổi tại Việt Trì Phú Thọ có tiền sử ung thư dạ dày, từng điều trị hóa chất. Nhưng chỉ mới được một đợt, người này sau khi đã từ chối tiếp tục chuyển sang chế độ thực dưỡng và gần đây cô có ăn mít mật với số lượng khá nhiều. Qua thăm khám và kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy xác định chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn. Bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, truyền dịch dinh dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc giúp làm mềm thức ăn để dễ dàng tiêu hóa và kết hợp giảm đau. Đến buổi chiều cùng ngày, sau thời gian theo dõi thấy tình trạng không có tiến triển, thức ăn cứng không vượt qua đoạn ruột bị tắc, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đã hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng khoa ngoại tổng hợp chia sẻ, phương pháp phẫu thuật mở ổ bụng nhằm tiếp cận và giải phóng vùng bị tắc ruột do bã thức ăn. Khối thức ăn khiến cho đoạn ruột bị tắc đóng đặc chặn lưu thông bình thường của đường tiêu hóa. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn và tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa. Đáng lưu ý, người bệnh này từng trải qua phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả. Khi ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứng động và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột. Sau khi ca phẫu thuật thành công, tình trạng bệnh nhân ổn định và được hồi phục điện giải, dùng kháng sinh, tập ăn lại bằng đường miệng với thức ăn dinh dưỡng dạng lỏng và đặt dần lên trong 7 ngày tiếp theo. Như các bác sĩ cho hay, tắc ruột do khối bã thức ăn thường gặp ở người già, trẻ nhỏ và người bệnh nền về đường tiêu hóa. Vì sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nhiều chất tannin, mít, quả hồng, quả ổi hay chứa chất bã xơ như măng là một trong những nguy cơ hình thành bã thức ăn trong quá trình tiêu hóa. Đặc biệt nếu ăn khi đói, lúc dạ dày còn trống rỗng, nồng độ axit dạ dày cao thì hoa quả có nhiều chất xơ, nhựa dễ bị kết tủa sẽ làm kết dính các sợi xơi thực vật tạo thành khối bã rắn chắc. Lúc này người bệnh sẽ có các triệu chứng thường gặp như đau bụng thượng vị, trướng bụng, đầy hơi, nôn, buồn nôn, đầy bụng sau ăn. Nên bác sĩ khuyến cáo gặp những dấu hiệu trên, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để thăm khám xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời, tránh biến chứng tắc ruột đe dọa đến tính mạng.